Xin chào tất cả quý anh chị khách hàng, lại là Nam đây ạ. Thì có rất là nhiều anh chị khách hàng hỏi Nam á, là bên Nam có nhận độ màu sơn của xe không. Thì video này Nam xin phép trả lời luôn nha anh chị, là bên Nam có nhận độ màu sơn cho xe nha. Nhưng với điều kiện là bên Nam chỉ nhận độ những chiếc xe đã đăng ký ra biển số, ra cà vẹt rồi nha anh chị. Chứ bên Nam không có độ sẵn cái màu sơn của xe mới rồi bán cho anh chị, là bên Nam không có ha. Lưu ý giúp Nam nha anh chị. Tại vì cái này nó tùy thuộc vào nơi mà công an giao thông đăng ký của mỗi khu vực nó sẽ khác nhau anh chị. Không biết chỗ anh chị như thế nào, nhưng mà chỗ bên Nam á, anh chị phải mua chiếc xe mới, anh chị đăng ký ra biển số, ra cà vẹt xong rồi anh chị mới đi độ cái màu sơn, rồi mới vô công an đăng ký lại cái giấy đổi màu. Còn nếu mà anh chị đăng ký cái màu trước, ví dụ như xe vi xanh không có màu hồng, anh chị sơn sẵn cái màu hồng rồi vào anh chị dẫn chiếc xe này vào đăng ký mới luôn, thì bên công an người ta sẽ không chịu nha anh chị. Bắt buộc chúng ta phải trả gì cái màu zin, sau đó anh chị đăng ký xong, ra biển số xong rồi mới sơn lại cái màu độ của anh chị yêu thích đó, rồi mới vào đăng ký đổi giấy được nha. Thì cái này thì mỗi một nơi sẽ khác nhau nha anh chị. Chính vì thế là bên Nam không độ màu sẵn trước, là lý do vậy đó. Thì Nam thấy cái màu này đẹp quá nên quay lên chia sẻ với anh chị luôn ha. Thì chiếc xe này là Vision 2022 phiên bản cá tính nha anh chị. Nguyên bản của chiếc xe này là màu đen nhám ha, nhưng mà khách hàng sử dụng một thời gian rồi, muốn đổi cái màu mới cho nó lạ thì khách hàng chọn cái màu này, và bên Nam nhận đổi màu theo yêu cầu của khách nha anh chị. Vì khách hàng này thì yêu cầu sơn cái màu xám bùn nè, xám đậm giống vậy nè. Đó, và cái phần mỏ dè với cái phần yếm ổ khóa với cái yếm bờ cổ là sơn cái màu đen sơn bóng ha. Còn cái cánh bẩn nè, cái chỗ cánh miếng sàn ở bên nè với cái ốp sườn hai bên là sơn màu xám đậm, và cái tay dắt thì sơn màu đen sơn bóng luôn. Cái này là làm theo yêu cầu của khách nha anh chị. Khách hàng muốn độ sao thì bên Nam sẽ làm giống vậy luôn ha. Anh chị nào mà có nhu cầu muốn độ màu sơn đó thì liên hệ bên Nam. Hiện tại thì cửa hàng bên Nam là cửa hàng Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92 quốc lộ 30 phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Anh chị nào mà ở gần khu vực Cao Lãnh Đồng Tháp có nhu cầu muốn độ xe, dọn xe, xe cũ muốn dọn full mới gì đó thì liên hệ. Nam sẽ để cái số điện thoại bên dưới phần mô tả video ha. Bên Nam chỉ độ cái màu sơn thôi nha anh chị, còn những cái độ khác là của khách hàng ha, Nam không có nói tới nha anh chị, để đó thuộc phạm trù cá nhân rồi. Còn cái mặt nạ này là khách gắn kiểu mẫu nha anh chị, cái này không cần độ ha, chúng ta vào hãng chúng ta mua là có ha, đắp vào thôi. Cái màu này là màu của khách hàng đưa ra nè, khách hàng đi tìm mẫu trên mạng rồi á, hoặc là thấy bạn bè sử dụng á, rồi bắt đầu thấy đẹp quá rồi chụp hình lại rồi kêu bên Nam làm giống vậy. Anh chị thấy cái màu này như thế nào, hỏi cho một cái đánh giá nha anh chị. Màu này là màu sơn bóng nha anh chị, màu sơn bóng ha, màu xám bóng, màu đen cũng sơn bóng luôn, xe này không có sử dụng đen nhám nha. Chúng ta chỉ độ lại những cái mũ màu thôi nha anh chị, mũ này gọi là mũ màu nè, còn cái nhựa đen là chúng ta không có độ nha anh chị, lưu ý ha. Nhựa đen nè là không độ, hay chỉ độ nhựa màu thôi. Đây, những cái phần này là nhựa màu nè đó, thì chúng ta chỉ độ những phần đó thôi. Tại thấy xe này khá bắt mắt nên quay cho anh chị tham khảo thử ha. Nếu như anh chị chủ xe mà có thấy được cái video này của Nam thì cho xin một cái like ha, cũng như là một comment về cái màu xe này. Anh chị thấy cái màu như thế nào? Riêng Nam thấy thì nó khá, thứ nhất là khá lạ, thứ hai là khá là bắt mắt ha. Màu zin của hãng là không có màu này nha anh chị, zin của hãng chỉ có màu xám xi măng thôi. Cái này chỉ còn thiếu tem, nó đang đặt tem về anh chị, đặt tem dán chỗ ốp sườn đó. Còn nếu như anh chị không thích tem zin của hãng, anh chị có thể đặt tem chế cũng được ha, chúng ta dán theo cái sở thích của mình cũng được ha. Rồi, đó là tất cả thông tin em muốn chia sẻ với anh chị ha. Anh chị nào mà có nhu cầu đó thì liên hệ số điện thoại ha, bên dưới phần mô tả của video. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về những dòng xe mới ha. Cảm ơn tất cả các anh chị đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.